Kênh Bất Động Sản Thủy Nhân xin kính chào quý vị. Nay tôi đang đứng ở đây là cái con đường vào tổ hợp nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn quý vị nhé. Bên cạnh này chính là nhà máy lọc dầu Long Sơn này. Đấy, các cái tháp này, cấu trúc này. Và cách đây khoảng hơn 100m là đến cái cổng vào nhà máy lọc dầu Long Sơn quý vị ạ. Thì ở đây tôi muốn giới thiệu quý vị một cái lô đất. Đây. Đấy, mé này. Thì nó có chiều ngang là 11m. Đây. Thẳng cái tay tôi chỉ có cái cọc bê tông ạ. Đó. Cọc đó. Đấy, thì cái lô đất này có chiều ngang là 11m. Yes. Đây. Đến cái chỗ này. Đây. Ngang 11m đi sâu bên trong. Tổng diện tích là nó là 500m2. Nó nở hậu ra là 22m5 quý vị nhá. Sâu vào hơn 30m. Đó. Tôi sẽ có cái sơ đồ cho quý vị trên cái video. Thì sâu nó là 33m, một cạnh 33m, một cạnh 29m, gần 29m. Thì tổng diện tích nó là 500m2, đất tròn chỉnh luôn. Diện tích tròn chỉnh luôn. Đấy, thì hiện trạng nó là đất trồng cây quý vị nhé, chưa có thổ cư. Đất trồng cây lâu năm. Đó. Đấy, thì sơ bộ quý vị biết cái lô đất đây. Đấy, vị trí này. Đấy, còn nhà máy lọc dầu thì ở phía trước mặt. Thì cái lô đất này đang chào bán với giá là 6 tỷ quý vị nhé. Tương đương với là 12 triệu một mét. Mọi người đi làm là sẽ đi ra đây. Ở đây thì có rất nhiều các cái xe đưa đón công nhân đỗ đằng sau cái ô tô chúng tôi đang đỗ đây. Nhà máy là làm tương đối khẩn trương á, tương đối nhanh quý vị nhá. Đấy, thì sơ bộ quý vị biết một cái lô đất nằm trên cái con đường chính và tổ hợp nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn có diện tích 500m2, bán 6 tỷ. Tôi có một cái video khác nói về một cái lô đất nằm trên mặt tiền đường 28 tháng 4, có diện tích là tới hơn 900m2, chiều ngang tới 17m mà đất rất vuông vức, nương tựa núi. Thì cái này cũng nương tựa núi quý vị nhá. Đây núi này, nương tựa núi. Đấy, thì cái lô kia thì mặt cũng nhìn ra biển nhỉ. Thì cái lô đấy thì tương đối đẹp và giá cực kỳ hợp lý. Giá có 4 tỷ 444 triệu thôi. Tứ quý 4 quý vị nhá. Còn lô này thì đắt hơn. Lô này có 500m2 thôi nhưng đắt gấp đôi. Rồi, hơn 6 tỷ à, 6 tỷ rồi. Cái kia diện tích gấp đôi, gần gấp đôi nhưng mà giá lại còn rẻ hơn. Đấy, cái lô đất này đã hơn gấp đôi quý vị ạ. Cái lô này thì ai mà thích về làm về kinh doanh hay gì đó thì có thể mua ở đây. Đây mọi người đang đi làm về rồi này. Tôi đến quay video hơi trưa. Đấy, cái xe đưa đón công nhân này. Họ chạy toàn thắng rồi là hoa mai các thứ này. Đây này, xe toàn thắng người ta đưa đón công nhân đây quý vị này. Đấy. Đấy, xe toàn thắng đấy. Đây, quý vị thấy không? Rất là đông. Xe cộ đưa đón này rất là sầm uất. Đây, quý vị thấy không? Người này quán cà phê này. Đó, quý vị thấy không? Xe mà đỗ san sát sát nhau đưa đón công nhân ở đây. Cán bộ công nhân viên đi làm ở đây. Đó. Đấy thì sơ bộ cho quý vị biết quang cảnh của cái khu nhà máy lọc dầu Long Sơn này. Quý vị nào quan tâm một lô đất ở đây thì cứ alo cho chúng tôi nhé. Ngoài ra thì chúng tôi cũng còn các nhiều lô khác nữa. Mà thông tin thì hiện tại tôi cũng chưa nhớ hết được nhưng mà chúng tôi cũng có các video rồi. Đấy, xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.